Hôm nay thầy Giang Bắc Linh đang đi cúng khai trương cửa hàng ở phường Nam Sơn, khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Linh, tỉnh Bắc Linh. Hôm nay khai trương cửa hàng. Không, đĩa to, đĩa nào thì được. Thôi đĩa nào, đĩa xanh. Đĩa nào cũng được. Sao đây? Thôi đĩa xanh em. Hôm nay thầy Giang Bắc Linh đi cúng khai trương cửa hàng ở khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Linh, tỉnh Bắc Linh. Ở đây này. Vâng. Long lanh là gì đấy? Bà ấy mua đoạn hai cúc lên nhỉ, cháy cả hàng. Ông Trâm cúc lên lại nào. Ông gì?